Tối nay chúng tôi sẽ tiếp tục bàn về lụa, tuy nhiên không phải là câu chuyện khai silk lừa đảo người tiêu dùng mấy chục năm qua, mà chúng tôi sẽ nói sâu hơn về văn hóa và thói quen dùng lụa của chúng ta. Lụa dù không phải là chất liệu phổ biến để chúng ta sử dụng hàng ngày, nhưng tôi tin chắc rằng ai cũng thân quen với nó, nhất là những chị em phụ nữ. Rất nhiều người đang sở hữu ít nhất là một chiếc áo dài làm từ lụa, hoặc là một vài chiếc khăn lụa. Ngoài ra thì sản phẩm từ lụa cũng được xem là một loại quà tặng phổ biến trong các mối quan hệ hoặc là giao dịch làm ăn. Vậy nhưng chúng ta có thực sự hiểu về lụa và các sản phẩm từ lụa hay không? Câu trả lời e rằng là không nhiều người hiểu. Có mặt tại trường quay lúc này là nhà thiết kế áo dài Lan Hương, là một người cũng đã có nhiều năm tìm hiểu và gắn bó với lụa và sẽ giúp cho chúng ta hiểu hơn về chất liệu và sản phẩm này. Trước tiên thì xin cảm ơn chị đã tham gia chương trình. Và bây giờ thì xin mời chị Lan Hương cùng với quý vị khán giả hãy cùng chúng tôi tới phố Hàng Gai, con phố có nhiều cửa hàng lụa nhất tại thủ đô Hà Nội, để xem tình hình kinh doanh tại đây đang diễn ra như thế nào. Phố Hàng Gai Hà Nội, con phố nổi tiếng với những cửa hàng lụa phục vụ chủ yếu khách du lịch. Khải Siêu, cửa hàng lớn và có tiếng nhất nơi này, hiện đã đóng cửa im ắng. Và dù rơi vào ngày cuối tuần, khách du lịch đông đúc hơn, nhưng tình trạng điều hưu cũng diễn ra ở những cửa hàng xung quanh. Mình chả ảnh hưởng gì cả. Vì mình chỉ bán cho những cái khách, mình nói thẳng là những ông cây bà lô, bên đó bán cho khách cây cao cấp. Những người cao cấp mình chỉ bán những vài ba lô thôi, mua 5-30. Trước kia anh bỏ ra 10.000 thì anh có thể lãi được 5.000, nhưng bây giờ anh bỏ 10.000 anh chỉ lãi được 1.000-2.000, mà thậm chí rất khó khăn và ế ẩm không ai trong mua. Cũng chính người bán hàng này cho biết, lụa trên phố này cũng có dăm 7 loại, thứ cao cấp, thứ bình dân và có cả hàng kém chất lượng. Ông cũng không phủ nhận chuyện tràn lan hàng Trung Quốc và sự thua yếu của chính các sản phẩm lụa Việt. Ở những cái chỗ nổi tiếng về tơ lụa của nó như Thượng Hải, Tô Châu, mấy các thứ của nó thì cực kỳ đẹp luôn, Việt Nam còn chạy dài. Việt Nam gọi nó bằng cụ, nó còn đắt gấp tỷ lần Việt Nam này, chứ ông Vạn Phúc bạn biết so với cái loại Tô Châu, Hàng Châu gọi nó bằng cụ cũng như phải gì đâu. Đó đấy, không thể định được với nó. Đây của mình thủ công thì các cái mẫu hoa của mình nó vẫn cứ trông, nó vẫn cứ ngây ngô, nó vẫn cứ có một cái nét gì đấy, nó không lẫn vào đâu được. Không khó để tìm được các sản phẩm từ lụa, nhưng thật khó để tìm được sản phẩm Made in Việt Nam trên con phố nổi tiếng bán lụa này. Bởi ngay cả một thương hiệu lớn cũng đã công khai bán lụa Trung Quốc hàng chục năm nay. Vâng, qua phóng sự vừa rồi thì có lẽ là chúng ta có thể thấy là lụa Việt Nam hiện nay đang khá là lép vế so với lụa Trung Quốc, đúng không ạ? Mặc dù là mỗi người chúng ta ai cũng tự hào về vật liệu truyền thống này. Vậy thì ngày hôm nay chị Lan Hương có thể cho chúng tôi biết rõ hơn một chút về chất liệu này và những cái sản phẩm từ lụa có những cái đặc điểm gì đặc biệt không ạ? Có thể nói rằng lụa luôn là một thứ nguyên phụ liệu rất là xa xỉ để sử dụng trong tất cả các thiết kế, cho tất cả các mảng thiết kế thời trang, không những chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới nữa. Tuy nhiên thì để hiểu rõ về lụa, chúng ta có lẽ phải cần rất nhiều kiến thức. Và cũng như để sử dụng được lụa, chúng ta cũng phải sử dụng rất nhiều kiến thức. Hôm nay thì Lan Hương muốn chia sẻ rằng thực sự ra lụa là một thể loại để có thể làm đến bất cứ một bộ trang phục nào cũng rất là cao cấp và xa xỉ. Nó dường như gắn liền với tất cả những cái câu chuyện về thời trang luxury. Và Lan Hương nghĩ rằng nếu nói đến lụa thì người ta sẽ nghĩ đến những cái bộ cánh đặc biệt, và lụa chỉ dành cho những đối tượng đặc biệt trong xã hội để sử dụng. Bởi có lẽ sử dụng lụa thì khá là khó, nó không phổ thông như bất cứ một chất liệu khác nào như sợi bông hoặc sợi gai, mà lụa tơ tằm thì nó cần được bảo vệ cũng như cần được nâng niu khi sử dụng rất nhiều. Vâng, người xưa có câu người đẹp vì lụa, có lẽ là câu nói này cũng có một cái tính ước lệ nhất định. Vậy thì chất liệu lụa phù hợp để làm gì và phù hợp cho những cái hoàn cảnh cũng như là những đối tượng như thế nào thưa chị? Tất nhiên là lụa thì sẽ chỉ phù hợp cho một số đối tượng nhất định khi sử dụng. Và với kinh nghiệm thiết kế của Lan Hương trong suốt 20 năm qua thì Lan Hương thấy rằng những cái bộ cánh nào để sử dụng vào những dịp đặc biệt cũng như là được nâng niu thì chúng tôi mới sử dụng cái chất liệu lụa. Bởi lẽ sử dụng lụa không chỉ đơn thuần là làm sao khi mặc phải giữ cho lụa không bị nhàu, bị nhăn, cũng như khi đi giặt lụa thì cũng phải có những cái công nghệ nhất định để làm cho cái mặt lụa luôn được mới, được bóng. Và chính vì cái việc mà lụa rất là khắt khe như vậy với người tiêu dùng thì những cái đối tượng nhất định trong xã hội
dường như phải sử dụng dịch vụ cao cấp thì chúng ta mới nghĩ đến lụa cho cái nguyên vật liệu để may cho trang phục của mình. Vâng, tôi cũng được biết là có rất là nhiều chất liệu phong phú đa dạng để may áo dài. Vậy tại sao chị lại lựa chọn chất liệu là lụa để làm nên những thiết kế của mình ạ? Lan Hương thì nghĩ rằng áo dài chỉ đẹp nhất khi là áo dài lụa. Và trên những thước lụa mong manh, duyên dáng, dễ thương và kiêu sa như vậy, chúng ta đều có thể phiêu bồng để sáng tạo những cái mẫu áo dài quyến rũ nhất, duyên dáng nhất cho người phụ nữ Việt Nam. Và chính vì vậy mà cái tôn chỉ lan của Lan Hương trong suốt 15 năm qua làm áo dài đó chính là áo dài trên lụa và được thêu bằng tay. Vâng, chị Lan Hương đã có 20 năm gắn bó với thiết kế áo dài lụa. Không biết rằng cái việc tìm kiếm những cái sản phẩm lụa thuần Việt với chị để trong thiết kế thì có quá khó khăn không ạ? Rất là khó khăn, bởi lụa Việt của chúng ta nó không có nhiều cái dòng sản phẩm. Và nhiều dòng sản phẩm lại còn bị mất đi theo năm tháng, bởi vì trong thời gian chiến tranh, trong thời kỳ bao cấp, đất nước chúng ta không có đủ điều kiện kinh tế để người dân chúng ta được sử dụng lụa. Và chính vì vậy các làng lụa của Việt Nam cũng bị mai một đi rất nhiều trong cái giai đoạn mà sau giải phóng. Tuy nhiên thì sau những năm 90 đổ ra, đất nước đã đi vào ổn định và kinh tế phát triển cũng như thị trường được hội nhập, thì lụa Việt đã lại được lên ngôi. Và chính như tôi là cái người đã cùng với rất nhiều các nghệ nhân làng nghệ để làng lụa để chúng tôi cùng nhau khôi phục cũng như làm lại được những cái thước lụa quý giá mà cha ông chúng ta đã từng làm trước đây. Tuy nhiên thì nó cũng vấp phải rất nhiều vấn đề, bởi vì lụa Việt hầu như chúng ta được sản xuất dệt bằng tay, và tất cả cái công việc làm thủ công ấy thì thường nó sẽ có hai cái mặt của nó. Một mặt là nó sẽ rất là đẹp, rất là ngây ngơ, giống như nghệ nhân con dâu của Triệu Văn Mạo đã nói vừa rồi. Nhưng mặt khác thì để ứng dụng trong đời sống cũng như trong cách sử dụng thì rất là khó khăn, bởi dễ nhàu dễ nhăn. Chúng tôi là những thế hệ trẻ và chúng tôi đã du nhập được rất nhiều những cái công nghệ để làm cho lụa Việt ngày một phát triển tốt hơn. Và đặc biệt là trong những năm vừa qua thì các làng nghề lụa Việt của Việt Nam đã được phát triển và được lên ngôi trở lại. Vâng, tôi cũng băn khoăn không biết rằng là bởi vì hiện nay thì rất là nhiều những cái sản phẩm lụa mà chúng ta đang mua và có thể, rất có thể đấy là lụa xuất xứ Trung Quốc. Chúng tôi cũng không khẳng định là hàng Trung Quốc thì luôn là xấu. Vậy thì không biết lụa Trung Quốc và lụa Việt Nam thì có những sự khác biệt nhau và có dễ dàng nhận ra không? Nó rất là dễ dàng nhận ra, bởi mỗi một làng lụa thì đều có những cái công nghệ và những cái quy trình cũng như cái quy cách dệt khác nhau. Và khi mỗi một làng lụa được ra đời thì bao giờ cũng có câu chuyện lịch sử của nó đi theo rồi. Hiện nay trên thị trường của chúng ta thì ngay cả Việt Nam chúng ta cũng có rất nhiều những cái khu vực ươm tơ và dệt lụa. Tơ chúng ta tự ươm ra, tơ chúng ta tự dệt lên. Nó sẽ có những cái công nghệ cũng như những cái câu chuyện lịch sử đã để lại, và chúng ta dường như được làm lại tất cả cái câu chuyện đó qua cái đôi bàn tay của người thợ thủ công. Còn lụa Trung Quốc thì sao? Có những cái dòng lụa rất là cao cấp, họ có hàng nghìn năm rồi và cái sự phát triển của họ thì vượt bậc. Tuy nhiên thì trong thị trường bây giờ, Lan Hương chỉ muốn chia sẻ rằng có những thước lụa được làm 100% từ lụa tự nhiên, có nghĩa là sợi tơ được ươm từ con tằm ra. Còn trên thị trường cũng có rất nhiều lụa được làm bằng công nghệ tơ hóa học, rồi tơ được làm từ những cái loại sợi mà nó có độ bóng giống như tơ tằm. Thì ở Việt Nam và Trung Quốc có khác nhau một điều thế này: Trung Quốc thì dường như họ sử dụng công nghệ để dệt lên lụa, đó là dùng những cái cỗ máy rất là hiện đại để dệt lên những cái thước lụa. Còn ở Việt Nam thì chúng ta vẫn sử dụng đại đa số là những khung cửi được làm bằng tay. Vâng, như vậy là chị vừa nói về việc là chị cũng tương đối khó trong việc tìm những cái lụa thuần Việt. Rồi chị cũng có nói rằng chúng ta làm thủ công là nhiều so với lại Trung Quốc thì họ làm công nghiệp nhiều hơn chúng ta. Ngoài ra còn có cái gì khác biệt về cái sản xuất lụa của chúng ta hiện nay, đúng không ạ? Lụa của chúng ta hiện nay thì nó có những cái vùng trồng nguyên liệu về tơ khá là nổi tiếng như trong Lâm Đồng. Rồi những cái vùng như Hà Tây trước đây cũ. Tuy nhiên thì Lan Hương thấy rằng cái việc để khôi phục lại cái câu chuyện đó cần cái sự chung tay rất là lớn của chính phủ cũng như những người yêu nghề, yêu lụa để phát triển, cũng như những nhà thiết kế như chúng tôi làm sao để ưu tiên hàng đầu cho cái câu chuyện chọn lụa để làm nên cái bộ sưu tập của mình để giới thiệu không những trong nước cũng như quốc tế. Và Lan Hương nghĩ rằng cái câu chuyện mà để so sánh giữa lụa Việt với lụa Trung Quốc thì Lan Hương đã chia sẻ rồi, mỗi một vùng tơ lụa đều có một cái câu chuyện riêng, đều có một cái mặt lụa riêng, và mỗi một cái sản phẩm để đi theo nó thì Lan Hương nghĩ rằng nó đều chất chứa trong đó tất cả những cái kỳ tích cũng như là những cái giá trị nhân văn để làm trong lụa. Vấn đề là chúng ta yêu thích loại lụa nào để sử dụng mà thôi, chứ còn nếu như tơ tằm 100% được ươm từ tơ thì trên khắp thế giới đều giống như nhau. Lan Hương cho là như vậy.
Vâng, hiện nay có một xu hướng là rất nhiều người lựa chọn những cái sản phẩm từ lụa để làm quà tặng cho bạn bè hay là đối tác quốc tế. Và rồi chúng ta cũng tổ chức rất là nhiều những cái lễ hội văn hóa hay là tuần lễ thời trang tơ lụa ở nước ngoài. Vậy thực tế thì họ đánh giá như thế nào về các sản phẩm tơ lụa đó của Việt Nam chúng ta? Khi Lan Hương được mang những cái sản phẩm của mình như thế này, đó là những chiếc khăn lụa hoàn toàn là lụa Việt, tơ được ươm từ các vùng nguyên độ tơ Việt Nam, thì trưng bày ra sánh vai với những cái triển lãm ở Bắc Kinh cho những cái chương trình 11 nước ASEAN cộng 1. Thì khi Lan Hương trưng bày những cái bộ sản phẩm của mình ra, những chiếc áo dài trên lụa thêu tay và những cái sản phẩm trên khăn lụa thêu tay, thì quả thực thu hút được rất nhiều cái sự quan tâm của các nhà thiết kế của các nước bạn. Và các bạn đã tìm đến Việt Nam, tìm đến với Lan Hương, và chính Lan Hương đã là cái người cầu nối để đưa các bạn đến với làng lụa. Và chính các bạn đã lựa chọn được rất nhiều những cái thước lụa đẹp của Việt Nam để làm nên những cái sản phẩm cao cấp. Lan Hương cho rằng là cái việc đánh giá thì sẽ không ai nói ra với nhau, nhưng cái sự quan tâm như thế cũng đã đủ khẳng định rằng lụa Việt đang có cái cơ được phát triển rất là tốt, và lụa Việt cũng sẽ đến ngày được khẳng định vị thế của mình trên thị trường thế giới. Vâng, qua câu chuyện vừa rồi của chị Lan Hương thì tôi cảm thấy là tự hào hơn rất là nhiều về chất liệu may mặc truyền thống này của chúng ta. Và cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay với những chia sẻ rất là sâu sắc. Xin cảm ơn chị rất nhiều ạ. Thưa quý vị và các bạn, cụm từ nổi tiếng chúng ta thường được nghe là con đường tơ lụa chính là bắt nguồn từ Trung Quốc, đất nước đông dân nhất thế giới, là nơi tìm ra cách trồng dâu, nuôi tằm, phát triển nghề, sản phẩm lụa đầu tiên trên thế giới. Song điều đó không hề khiến Việt Nam chúng ta tự ti về sản phẩm lụa Việt. Quý vị có thể thấy là trong mỗi thước lụa, ở mỗi quốc gia lại có những phương cách sáng tạo, thổi hồn văn hóa dân tộc khác nhau. Dù có thể không cạnh tranh nổi về số lượng mẫu mã, nhưng điều đó không có nghĩa là lụa Made in Việt Nam không còn. Sự sống còn của sản phẩm và thương hiệu thuần Việt, ngày nay một phần quan trọng chính là nhờ sự trân trọng của mỗi người chúng ta.